đẹp quá. Mình ghét sổ. Mẹ ơi, thứ này là gì vậy hả mẹ? Sao hả? Có tuyệt vời không con? Vì trong tủ lạnh không thể chứa hết được nên mẹ mới xếp thành mô hình đó. Nhưng mà mẹ nói con mới để ý nha. Nhìn nó cứ như tác phẩm của một bậc thầy vậy. Không vĩ đại thế vậy đâu con. Mặc dù ở khía cạnh nghệ thuật mẹ cũng có chút năng khiếu thiệt. Nhưng mà mẹ ơi, làm sao mẹ có được số sữa này vậy à? Thì hôm qua mẹ đã đi siêu thị. Mua một tặng chín lận. Không phải chỉ là mua một tặng một giống như bình thường thôi hay sao? Em nói cái gì? Thật là cho dù giảm giá thì em cũng đâu cần mua nhiều như vậy. Có phải chiến tranh đâu mà trữ lương thực. Anh nói cái gì vậy? Tại sao lại lớn tiếng với em chứ? Đây là mua một tặng chín lận đó anh. Cứ thử tính toán giá cả của thời gian dạo gần đây đi. Hôm bữa trong siêu thị không có khác gì có chiến tranh đâu anh à. Cho dù là vậy nhưng mà anh không chịu nắm tình thế gì hết trơn. Chúng ta phải cảm ơn khuyến mãi vì có thể uống sữa thỏa thích, còn đủ dinh dưỡng nữa. Nhưng mà mẹ ơi, cái này ngày mai hết hạn rồi đó. Con đã kiểm tra rồi, tất cả đều sẽ hết hạn vào ngày mai đó mẹ. Những hộp trong tủ lạnh cũng như vậy luôn. Bà xã, không lẽ lúc mua sữa em không kiểm tra thời hạn sử dụng ghi trên hộp hay sao? Anh có bị gì hay không? Làm sao em có thể kiểm tra được khi đang bận chen chúc tranh đua với người ta? Chào quý khán giả, tôi có một thông tin không vui cho mọi người. Đó không phải là sữa của nhà mình mua sao? Đây là thương hiệu sữa Hello Milk tôi đã từng uống từ khi còn nhỏ. Thương hiệu này được ra đời bởi công ty Hello Dairy, nhưng vì kinh doanh thua lỗ cho nên công ty đã chính thức đóng cửa. Cái gì? Công ty bị phá sản sao? Lô hàng cuối cùng của Hello Milk đã được bán ra với giá vô cùng rẻ như một lời tri ân của công ty chúng tôi. Và theo thông báo thì Hello Milk hết hạn vào ngày mai. Hello Milk, tạm biệt các bạn. Rồi, mọi người tập trung lại đây. Bây giờ cả nhà chúng ta sẽ uống hết số sữa này trước ngày mai. Tất cả cả nhà đã hiểu chưa? Đã hiểu. Đây là bia, đây chính là bia. Em ơi, còn nữa không vậy? Cho anh một ly nữa đi. Mấy đứa con không đi học hả? Uống lẹ đi rồi đi. Được thôi. Hả? Sẽ bị đau bụng, có khi con còn bị tiêu chảy nữa đó. Gì hả? Nghe vô lý quá vậy. Không biết con phải uống đi. Nói cứ như con chưa bao giờ uống sữa vậy á. Nếu không quen thì uống cho nó quen. Uống riết rồi bụng nó quen, uống sẽ được thôi. Con không thích, con sẽ không uống đâu. Cái con bé này. Tức ghê á, mẹ không thương mình gì hết à. Con xong chưa? Nhanh lên còn đi học nữa kìa. Chị ơi, mau lên đi. Con đã ra rồi nè. Mẹ mẹ, đây là cái gì nữa? Còn gì nữa chứ, đây là bữa trưa của con. Ba con và Barbie đều đã lấy hết rồi, các con cũng mau nhận đi. Nhớ uống thật ngon nha. Giờ mẹ cũng vô nhà lấy một ít để uống đây nè. Quá đáng ghê. Thiệt là, cho dù có rẻ thì mẹ cũng không nên mua nhiều như vậy chứ. Mua một tặng chín lận mà, sao mẹ cưỡng lại được chứ?
Chị ơi, chị có ổn không? Không ổn. Tại sao mọi người cùng uống sữa nhưng chỉ có một mình chị bị đau bụng thôi? À, xin lỗi con Yasunu. Con bị đau bụng như vậy là di truyền từ mẹ đó. Nghĩ mình nhất định sẽ không uống sữa. Mình đâu phải là con bò đâu chứ. Chị ơi, chị đi đâu đó? Nói vậy là bây giờ con muốn đổi tất cả phần sữa này thành một phần cơm cuộn có đúng không? Dạ, đây là một thỏa thuận rất là tuyệt vời, có đúng không con? Đúng vậy, đây chính xác là một thỏa thuận rất tốt. Nhưng mà... Cô cũng muốn bán hết số sữa này với giá của một phần cơm cuộn thôi. Chào bà. Đúng rồi, mình có thể dùng cái này để đổi đồ ăn với các bạn học khác mà. Tại sao mình không nghĩ ra chuyện này sớm hơn? Các bạn ơi, có ai muốn uống sữa không nè? Chanu à, mau qua đây đi. Những bà mẹ đúng thiệt là. Mình no quá. Mình từ bỏ không thể nào tiếp tục được nữa. Tất cả chuyện này đều vì kinh tế suy kém. Thầy ơi thầy. Em đang làm một thí nghiệm rất quan trọng. Nên thầy hãy cho em mượn một cái máy đo tiếng hồ với thầy. Mọi người ơi, mọi người ơi, tập hợp sữa của các bạn lại đây đi. Cho một người nhận hết sữa không? Nhưng bạn là nữ hoàng trò chơi mà cha đâu. Đúng rồi đó. Nếu biết trước sẽ thua bạn thì sao tụi mình còn phải mạo hiểm để chơi trò chơi đó chứ. Thầy, các bạn thiệt là chậm hiểu quá đi. Đây không phải là trò chơi tìm ra người chiến thắng, mà là để chọn ra người thua cuộc. Trong trò chơi này, các bạn không cần đánh bại mình, mà chỉ cần đánh bại một người trong lớp này thôi. Thiệt chứ. Hơn nữa, người thua cuộc sẽ phải chịu trách nhiệm với toàn bộ sữa mà mỗi người mang tới. Để coi, mình có thể đánh bại được Dangi. Mình tự tin có thể thắng được Don Don. Mình sẽ không phải là người thua cuộc cuối cùng. Hôm nay tất cả các bạn trong lớp sẽ nhìn thấy mình đánh bại Cha Cha Du. Mình tham gia. Có hiệu quả rồi. Trò chơi này vô cùng đơn giản. Các bạn chỉ cần làm bể một cái hộp sữa rỗng đối diện máy đo tiếng ồn này. Ai nhận được chỉ số nhỏ nhất là thua. Rồi, bây giờ mình là người cuối cùng đúng không? Đến thời điểm này, người có số điểm thấp nhất trong chúng ta chính là... Là Miễn Chi hả? Shadow, mình không có sao đâu mà. Bạn chờ gì ạ? Làm nhanh lên đi, sắp vô giờ học rồi đó. Mình biết rồi. Nhưng trước tiên, mình phải uống hết hộp sữa mới có hộp rỗng được. Shadow ơi, cố lên nha. Mình xin lỗi, nhưng mình thật sự rất ghét sữa. Mình nhất định phải làm được. Mẹ nghĩ là chúng ta có thể xử lý hết số sữa này trước ngày mai được đó. Ba cũng nghĩ vậy. Chúng ta được giải thoát rồi. Thôi ba mẹ con mới về. Hả? Về nhà rồi hả con gái? Em cha đu à. Sữa tốt cho sức khỏe của mọi người. Tại sao lại tới ngay lúc này chứ? Đừng mà. Vậy là Cha Đu thua rồi nha.
Shadow, tiến sĩ hai của bạn được điểm cao nhất luôn đó. Tự nhiên thấy ngại ghê. Trời, cái gì vậy nè? Đừng nói là bạn đang để ý ai nha. Nhưng mà người ta có biết bạn thích người ta không? Mà có khi người ta biết, người ta lại không thích bạn. Sao bạn dám nói vậy chứ? Minji à, bạn thấy móng tay của Eun Hui không? Hả? À, bạn đang nói mò giữa móng tay có phải không? Mình cũng có nữa nè. Ủa? Làm sao làm được vậy? Mình nghĩ là các bạn nữ lớp mình ai cũng nhuộm hết trơn á. Nếu có thể giữ mò giữa móng tay đến mùa tiết đầu tiên thì sẽ được kết hôn với tình yêu đích thực của đời mình. Tình yêu đích thực sao? Nói vậy tức là hầu hết các bạn nữ trong lớp của con đều nhuộm móng tay với cây hoa bóng nước ở trong vườn hay sao? Dạ đúng đó mẹ. Mẹ cũng làm cho con đi được không mẹ? Con cũng muốn nữa nha mẹ. Con nữa. Mấy cái đứa này thiệt là. Mà thôi được rồi, chúng ta sẽ cùng nhuộm móng tay ha. Đầu tiên mấy đứa con hãy ra ngoài vườn hoa hái cả hoa và lá của cây bóng nước vào cho mẹ, có được hay không? Sau đó hãy nghiền nát cả hoa và lá chung với nhau, làm vậy sẽ giúp màu trông đẹp hơn. Sau đó cho vào một chút bột phèn, nhưng nếu mấy đứa cho nhiều quá thì hỗn hợp sẽ bị chuyển sang màu đen, vậy là không có đẹp. Vì vậy hãy cho một muỗng cà phê thôi nha. Dạ. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ để hỗn hợp vừa trộn được lên trên móng tay giống như vậy nè. Sau đó lấy một màng bọc thực phẩm bao kín các ngón tay lại, màu của hỗn hợp sẽ bám vào móng tay của chúng ta. Vậy là xong. Wow. Nè, cũng đã trễ rồi, mấy con mau về phòng ngủ đi. Sáng mai thức dậy, móng tay của mấy con sẽ có màu rất là đẹp. Thích quá đi à, con phải đi ngủ liền. Coi chừng lớp màng bọc bung ra đó. Bộ móng chứ gì thói quen khi ngủ có đúng không hả? Đúng vậy, tức thiệt chứ. Mình nhất định phải nghĩ ra cách gì đó mới được. Nhưng mà cha đu nè, sao tự nhiên bạn lại có quyết tâm muốn nhuộm móng tay vậy hả? Không lẽ bạn thật sự đang thích ai đó như anh Hu đã nói hay sao? Thiệt hả? Bạn đang thích ai vậy? Mình có quen không? Mình không có nói đâu. Đừng như vậy mà, nói cho mình biết đi. Bạn ấy thích ai chứ? Vậy còn mình thì sao? Để coi coi, chắc chắn phải có manh mối về người cha đu thích ở đâu đây nè. HMB là ai vậy chứ? Hàn Nhân Bình hay Man Bố? Rốt cuộc người này là ai? Là ai vậy? Nhất định lần này mình sẽ nhuộm được bộ móng tay. Bực quá thì đêm nay mình không ngủ. Tuyệt đối không được ngủ. À.
Mình phải tìm việc gì đó để làm thôi. Buồn ngủ quá rồi. Mình nhất định phải tỉnh táo mới được. Người đó là ai? Nhưng mình mới nảy ra một ý tưởng. Ôi trời ơi, tại sao con lại thức nguyên đêm chỉ vì cái này chứ? Mẹ ơi, mẹ tháo ra cho con nhanh lên đi. Thiệt hả? Mình cũng thấy rất là đẹp. Nè Jun Suk à, sao tự nhiên bạn lại treo tay vậy hả? Bộ bị thương sao? Tại vì mình bị té đó mà. Hả? Rất nhiều người đang chờ trận tuyết đầu mùa, nhưng năm nay, theo dự đoán thì trận tuyết đầu mùa sẽ tới trễ hơn mọi năm. Cha Đu à, con qua đây phụ mẹ lặt giá đi con. Hả? Đây là cái gì vậy hả? Không phải là mẹ đã kêu con phải thường xuyên cắt móng tay hay sao? Ê, trời ơi, con mau qua đây, mẹ cắt móng tay được đâu. Trận tuyết đầu mùa năm nay vẫn chưa tới nữa mà mẹ. Con đứng lại đó cho mẹ mau lên. Không được. Cha Đu, có mau đứng lại hay không? Cái con bé này. Ý thiệt tình à, cái con bé này chạy đi đâu rồi không biết nữa. Ê, cho Cha Đu. Mình không thể cắt móng tay trước khi tuyết rơi được. Nga tuyết rơi không yên bút, bộ móng tay của mình sẽ tuyết rơi. Bản tin tiếp theo. Hôm nay cầu thủ quốc gia Hong Myeongbok đã tổ chức họp báo để thông báo về lễ kết hôn của mình. Cái gì chứ? Hôn lễ của tôi sẽ sớm được tổ chức. Cảm ơn mọi người. Đây là trận đấu cuối cùng của vòng sơ loại của giải đấu World Cup. Và người đang giữ bóng là cầu thủ Hàn Quốc Hong Myeongbok. Anh ấy di chuyển rất nhanh. Một pha phạm lỗi nghiêm trọng. Và hành động này xứng đáng nhận một thẻ đỏ. Ồ, có chuyện gì xảy ra? Có vẻ như cầu thủ Hong phải rời khỏi sân đấu rồi. Tôi nghĩ đầu của anh ta đã bị thương. Sao lại như vậy chứ? Việc cầu thủ Hong rời sân là điều đáng tiếc cho đội tuyển Hàn Quốc. Thôi xong rồi, có khi trận này chúng ta không thắng được quá. Đó là Hong Myeongbok. Anh ấy đã trở lại sân đấu rồi. Anh ấy thật vững chãi, không có gì có thể đánh đổ được anh ấy. Anh ấy đang dẫn bóng đi thẳng vào khung thành. Anh ấy đánh bàn rất tốt anh đang chơi. Cầu thủ Hong Myeongbok đã làm được rồi. Cầu thủ Hong Myeongbok, anh ấy thật là tuyệt vời. Thì ra là vậy, tình yêu đích thực mà bạn muốn kết hôn chính là cầu thủ bóng đá Hong Myeongbok sao?
Nhưng mà mình không thể giữ được bộ móng tới ngày tuyết đầu mùa, cho nên anh ấy đã cưới người khác rồi. Shadow à, bạn đừng khóc mà. Mình nghĩ là các bạn trong lớp mình cũng không có ai giữ được bộ móng đâu. Gì vậy? Sao Shadow lại khóc? Chuyện là sáng nay trận tuyết đầu mùa đã rơi, nhưng móng tay của bạn ấy lại bị cắt trước đó rồi. Cái gì? Sáng nay tuyết rơi rồi hả? Đúng vậy đó, tuyết đầu mùa rơi rồi mà. Thật vậy sao? Móng nhuộm của mình vẫn giữ được nè. Gì chứ? Bạn chấp nhận băng bó cả cánh tay chỉ vì nó thôi sao? Thiệt là, sao mình lại không nghĩ tới cách này vậy ta? Chúc mừng bạn nha. Bạn sẽ được kết hôn với tình yêu đích thực của mình. Thật vậy sao? Mau nói coi, người bạn thích là ai vậy? Bí mật, cái này là bí mật. Gì vậy chứ? Con cũng nghe mà có phải không? Dạ. Đó, con lại nghe nữa rồi. Tiếng đậu phát ra từ cổng nhà của mình có đúng không? Ba đâu rồi hả mẹ? Có nên gọi ba ra không mẹ? Ba của con không có ở nhà. Hôm nay bà con nhận được tiền thưởng, thế nào cũng đi uống rượu rồi. Không thể tin được mà. Chúng ta đang rất cần một người đàn ông ngay lúc này. Mẹ cũng hiểu điều đó mà. Ba ơi, hãy vui lên. Chuẩn bị. Một. Hai. Là ba hả? Shadow hả? Phải có một ngôi đền mới ở gần đây chứ. Tại vì tôi nghe thấy tiếng đập của cá gỗ liên tục luôn á. À ba hả? Ba ơi, trán của ba bị sao vậy? Ai đã đánh ba đúng không? Không phải đâu, chắc đầu ba va chạm ở đâu đó thôi à. Nhưng giờ không sao rồi. Ba nhớ cẩn thận hơn á. Ba thì ổn, nhưng còn cổng nhà mình thì tính làm sao bây giờ hả mẹ? Mẹ nghĩ sao hả? Mình có nên đổi cánh cổng mới bằng thứ gì đó mềm mại và đàn hồi hơn? Cũng được á. Hôm qua ba của con nhận được tiền thưởng, chúng ta sẽ lấy số tiền đó để sửa lại nhà, vậy có được không? Phải ha. Hôm qua được tiền thưởng, chờ anh một chút nha bà xã, anh sẽ đi lấy liền. Hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài ăn tối nha. Wow, thật hay quá. Ba là tuyệt vời. Ba đâu mất rồi hả? Không thể nào, không lẽ ba đã làm mất rồi sao? Trời ơi, mình nhớ rõ là mình đã để nó ở trong ví mà. Vậy là không được ra ngoài ăn tối rồi. Cậu chủ ác mà. Các con hãy đi học đi, mau lên. Mình à, chúng ta cần nói chuyện. Gì đây? Em muốn nói chuyện với anh bằng cách viết vô giấy hả? Hãy viết những gì em nói trước khi em nổi giận. Được rồi, anh đồng ý. Đây nè em coi đi. Nhưng em có nghĩ là như vậy có nhiều quá không hả? Gì chứ? Không có. Ý anh là em rộng lượng quá. Vậy được rồi. Bây giờ em mau đi thay đồ rồi đi làm đi. Được. Nè.
Không đời nào có chuyện anh sợ cái mảnh giấy đó đâu nghe chưa. Anh có thể giết hàng trăm hàng ngàn cái luôn. Alo, tôi nghe đây. Hả, Trần Vô đó hả? Hy vọng là tối nay ba sẽ không đi uống rượu nữa. Anh về rồi đây. Họ không thể nào hoàn thành bất cứ việc gì nếu không có anh. Ôi trời ơi, con gái, giờ này mà vẫn còn thức hả? Anh được rồi à, ba thấy hơi mệt nên phải vào tắm đây. Đứng yên đó, em cần phải kiểm tra vài thứ. Thổi hơi đi. Em nghĩ anh đi uống rượu chứ gì. Thật ra anh không có uống đâu. Anh đi làm suốt ngày hôm nay mà. Tại sao em lại không tin anh chứ? Không tin, thổi hơi ra đi. Thôi được rồi, nè. Thổi mạnh hơn nữa cho tôi. Ôi trời, đây là cái gì vậy hả? Ba ơi ba, ba đã nhai bao nhiêu kẹo cao su vậy? Do hôm nay hơi thở của ba có mùi á. Không thể ngửi được mùi rượu gì kẹo cao su. Xong rồi ha, anh đi ngủ đây. Mình thấy cái gì đó không đúng cho lắm. Ủa, ai gọi cho nhà mình vào giờ này vậy ta? Alo, tôi nghe đây. Cái gì? Hả? Mình đợi một chút đi. Hả? Thật là xin lỗi, anh có thể lặp lại những gì anh vừa nói hay không? Tôi gọi tới từ quán Bar Corner. Ông Joy Hodon đã để quên cái bóp ở đây, vui lòng đến để nhận lại. Dạ được, xin cảm ơn anh. Ngày mai chúng tôi sẽ đến đó lấy. Mình à. Các con à, bữa sáng sẵn sàng rồi nè. Để con ngủ chút nữa đi, hôm nay chủ nhật mà. Ba ơi, nhìn ba đẹp lắm luôn á. Ba hả? Cha Đu à, con hãy mau dậy đi nha. Ta-da, tất cả đều là do ba làm đó nha. Chúng ta hãy cùng ăn thôi. Dạ, nhìn rất là ngon. Mẹ ơi, sao ba lại làm vậy? Từ giờ ba của con phải làm việc nhà trong một khoảng thời gian. Ba đúng là tuyệt vời. Có gì đâu. Trời, mặn quá. Món này bị mặn hả? Để ba thử coi. Mẹ nghĩ là ba có thể nấu ăn được sao mẹ? Nhưng mà thật sự không có thể ăn được đâu. Đừng lo, rồi ba của con sẽ làm tốt hơn thôi mà. Mẹ ơi, tại sao mẹ lại kết hôn với ba vậy hả? Nhưng mà tại sao con lại hỏi mẹ như vậy? Bởi vì con thấy hình như là mẹ không có thích ba mà. Sao con lại nghĩ như vậy? Ôi trời ơi, không phải như vậy đâu. Nếu uống rượu quá nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe của ba. Cho nên á, mẹ mới cố tình làm như vậy, để hy vọng ba của con sẽ uống rượu ít lại đó mà. Nhưng nếu ba con bỏ rượu luôn á, thì thật là tốt. Không lẽ trước khi kết hôn ba cũng như vậy sao? Cứ thích đi uống rượu hoài. Trước khi kết hôn đó hả? Để mẹ nhớ thử lại ngày ấy coi sao. Đúng rồi, ba của con không phải là người uống nhiều trước khi kết hôn đâu con. Trước đây ba không phải như vậy hả mẹ? Hồi trước khi kết hôn, ba của con hầu như không uống lấy một giọt rượu luôn đó. Con muốn xin ba hãy cho phép tụi con được kết hôn, xin ba hãy đồng ý ạ. Tôi thật sự rất thích thái độ của cậu. Được rồi, mà cậu uống rượu được không vậy? Dạ. Dạ thưa ba, anh Hodon hầu như không uống lấy được một giọt rượu. Gì chứ, vậy mà cậu dám gọi mình là đàn ông được ha? Dạ, không phải là vậy đâu. Thật ra con uống rượu cũng giỏi lắm. Tuy là con không thích uống rượu cho lắm, nhưng thời gian ở trong quân đội, con đã được cho nghỉ phép vì khả năng uống rượu của mình đó. Cậu nói ta chưa có tin, hãy chứng minh cho ta thấy đi. Trời ơi, anh Hồ Đôn, anh ổn không vậy? Thì
Thiệt tình cậu ta chỉ mới uống có chút xíu thôi mà. Con hứa với ba là sẽ làm cho Nahia được hạnh phúc. Anh hồ đồ nữa. Nahia nên sẽ làm cho em hạnh phúc và hãy tin anh đi. Đó chính là lý do. Vì sao mẹ lại khóc vậy? À không, mẹ có khóc đâu chứ. Chỉ là bụi bay vào mắt mẹ thôi mà. Ba, ba không có ở đây hả chị? Ủa, cái bánh đó là sao vậy? À, hôm nay chính là sinh nhật của ba tụi mình á. Cái gì? Sinh nhật của ba con? Ôi trời đất ơi, sao mẹ lại không nhớ chứ? Nhưng ba đi đâu rồi hả mẹ? Cái gì? Ba không có ở ngoài sân hả? Không thấy ba ở đó. Thôi các con đừng lo, mẹ sẽ đi tìm ba về nhà ngay. Tụi con cũng đi tìm ba. Ôi trời ơi, ba của các con có thể đi đâu mới được chứ? Hả? Mẹ ơi, ba ở bên kia kìa. Ủa? Ba ơi, mình ba ơi. Ôi trời ơi, hồ đồ à. Anh đang làm gì ở đây vậy chứ? Mình ơi. Bà xã hả? Các con nữa. Chỉ là muốn nấu cho gia đình mình món súp cá rong biển nên bà đã đi ra siêu thị. Ôi trời ơi, trời bắt đầu tối rồi sao? Cho anh xin lỗi. Anh không làm gì sai hết đâu cần phải xin lỗi chứ. Anh không biết rằng anh và các con đã làm cho em hạnh phúc như thế nào đâu. Bà xã. Nhưng em sẽ thấy hạnh phúc hơn nữa nếu như sau này anh có thể uống rượu ít lại. Được rồi, anh hiểu lòng em mà. Anh sẽ cố gắng uống rượu ít hơn. Đói bụng quá. Con cũng đói bụng. Đói bụng rồi hả? Vậy mau về nhà thôi. Ba sẽ làm cho các con món súp thật tuyệt. Dạ. Mẹ ơi, chúng ta đi ăn mì có được không? Nếu để ba nấu thì con sợ. Các con đừng lo mà. Cứ về nhà đi. Mẹ sẽ nấu món súp cá thật ngon cho cả nhà. Thật tuyệt vời. Nhanh lên về nhà thôi. Tụi con đói bụng lắm rồi. Ngoan ngoãn. Tuyệt quá. Đói bụng lại là tuyệt vời nhất. Tuyệt quá. Tuyệt vời nhất. Lắm nữa là sao? Mày làm sao mà? Đây chính là bác sĩ ơi, mẹ của con sao rồi? Đây là căn bệnh thiếu thốn. Dạ. Căn bệnh thiếu thốn là sao? Tôi thật sự xin lỗi, dù cố gắng nhưng chúng tôi cũng không thể làm gì giúp bà ấy được. Không thể nào, không thể nào. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Chỉ là giấc mơ thôi. Tạm biệt sự thiếu thốn. Trong giấc ngủ sẽ có rất nhiều giấc mơ. Nhưng sao mình có thể mơ thấy mẹ của mình bị bệnh thiếu thốn được chứ? Nhưng mà nè cha Du à, bệnh thiếu thốn là bệnh gì vậy? Mình chưa hề nghe tới bao giờ. Người ta mới phát hiện ra hả? Có lẽ như vậy đó Minh Chi à. Có lẽ là bạn không biết đó là gì đâu. Bệnh này giải thích rất là phức tạp. Bệnh thiếu thốn nghĩa là không bao giờ ném bỏ bất cứ thứ gì. Cái này còn phải xài thêm vài ngày nữa mới được. Phải dùng mấy cái chai này cho cẩn thận, vì chúng ta còn sử dụng cho kỳ thế vận hội nữa mà. Thiệt là mắc cỡ quá. Mẹ ơi, nắm tay cửa nhà vệ sinh bị hô rồi. Ủa? Để mẹ xem. Ôi trời ơi,
Ôi, nó bị hư thiệt rồi nè. À, đúng rồi, con chờ mẹ chút nha. Cái này là từ nhà trẻ ở khu vực ở bên cạnh đó. Xong rồi nè. Mẹ ơi, cái này dùng cho cái cổng mà. Nhưng mà nhìn nó rất đẹp, có đúng vậy không? Cứ như vậy, ngôi nhà nhỏ xíu của mình bị nhét đầy các thứ bỏ đi do mẹ lấy về. Bạn nói giỡn hoài. Nè, mình nói hết sức nghiêm túc luôn đó. À, ở nhà mình cũng có những chuyện tương tự. Thiệt như vậy hả? Ba mình cũng là người có tính như vậy á. Ôi trời mình à, em đã nói đừng mặc cái áo len này rồi mà, nhìn nó không được chút nào hết. Sao lại không được? Anh chỉ mặc nó khi ở nhà thôi. Nó có thể mặc được vài năm nữa đó. Anh thật keo kiệt. Em ghét anh quá đi. Nè mình à, hãy chờ anh. Anh không thể ngờ rằng anh đã làm cho em khóc. Anh sẽ ném bỏ cái áo len này ngay lập tức. Mình à, cảm ơn anh nhiều lắm. Minchi à, Minchi à, ba mẹ của bạn mới chỉ là giận hờn thôi, còn ba mẹ của mình chính là chiến tranh thật sự đó. Em thật sự không muốn ném bỏ chúng đúng không? Không bao giờ. Nếu như vậy thì cha. Bây giờ mình đã hiểu rồi. Ơ, cha Đu à, hình như đó là mẹ của bạn phải không? Hả? Minchi à, mình phải đi đây, mình tạm biệt bạn nha. Ôi trời đất ơi. Trời Shadu, mẹ rất vui vì gặp con ở đây. Dạ, con xin chào cô. Chào con Minchi đó hả? Mẹ cần phải đem cái ghế này về. Con cầm giỏ thức ăn về giùm mẹ nha con. Dạ đồ. Minchi à, tạm biệt bạn nha. À được rồi, tạm biệt bạn. Con xin chào cô. Mình thiệt là không hiểu sao mẹ cứ như vậy làm gì cho khổ không biết luôn. Bộ nhà mình là cái bãi rác hay sao? Anh đến nhà kho để tìm một vài dụng cụ thì phát hiện nó bị nhét đầy các thứ bỏ đi. Tất cả những thứ này không phải là đồ bỏ đi, chúng đều là những thứ hữu dụng hết, có biết không? Hữu dụng cái gì chứ? Em cũng biết là những thứ này nằm ở trong nhà mình đã hơn một chục năm nay rồi. Cái bô bể này, cái mền rách móc meo này nữa, chiếc xe đạp mất luôn hai bánh, và cái radio đã hư này nữa. Anh thật sự nghĩ rằng những món đồ cũ này hoàn toàn là những thứ bỏ đi hay sao? Đồ không còn xài được chính là đồ bỏ đi, chứ còn nghĩ tới nghĩ luôn cái gì nữa. Cái bô này, em nhớ hồi chúng ta còn nghèo khổ hơn bây giờ, nó đã vô cùng có ích với chúng ta mà anh. Mẹ ơi, con muốn đi vệ sinh. Được rồi con, có cây bô ở đằng kia kìa, con tới với nó đi. Con ước gì chúng ta có nhà vệ sinh ở trong nhà. Con cứ yên tâm cha Đu à, ba sẽ cố gắng kiếm nhiều tiền để sớm mua ngôi nhà có nhà vệ sinh bên trong. Thiệt hả ba? Tuyệt quá đây. Còn cái mền này nữa. Bây giờ chúng ta đã chính thức là vợ chồng rồi. Xin lỗi ba mẹ, ở đây có trẻ em á. Đây là tập 142 của Hôm nay là một ngày đẹp. Mời các khán giả tiếp tục nghe đọc truyện. Vậy mà bây giờ tất cả những món kỷ niệm này đều là thứ bỏ đi với anh sao? Bà xã à. Thôi được rồi, em sẽ thu dọn chúng vào nhà kho vậy. Tại sao em dám dựng chuyện như vậy hả? Sao? Anh biết rất rõ trong trí nhớ của bà xã không hề có những chuyện đó. Vì vậy những thứ em vừa kể
tất cả chúng đều là những điều bịa đặt. Vậy không có hiệu quả hả anh? Mẹ ơi, bỏ hết đi. Không bao giờ. Có chết em cũng không bỏ đi đâu. Cái gì? Thôi được rồi à. Hãy làm bất cứ điều gì mà em muốn đi à, bà xã à. Còn lâu mới cãi được em. Hả? Con nghe thấy chưa? Dạ. Bà mới nói với mẹ là mẹ muốn làm cái gì thì cứ việc làm đi. Mang hết vào nhà. Dạ. Trời ơi, đúng rồi, chỗ đó đó. Ba là người ném ra, sao lại bắt chị đem vô? Em xin lỗi nha. Đúng rồi, đây toàn là những thứ còn tốt hết mà. Tối nay xem như mẹ lại trúng độc đắc rồi. Mình phải công nhận mẹ đúng là quá lợi hại luôn. Ôi Mi ạ. Ôi trời ơi. Em thật sự là đối tốt với chị ghê á. Là gì vậy chứ? Hả? Đứng yên đi, cảnh sát đây. Có chuyện gì vậy hả? Tìm thấy rồi, ở đây, tất cả đều ở đây. Những thứ này đều là của tôi hết. Tại sao chị lại có thể lấy đồ của người khác mang về nhà mình như vậy hả? Thấy chúng được chất đóng ở bên ngoài nên tôi cứ tưởng là đồ đã bỏ đi. Chúng tôi thật xin lỗi, chúng tôi thật sự xin lỗi. Ngày mai hãy ném tất cả mọi thứ để cho tôi. Dạ biết rồi. Bà xã à, bà xã, anh đang sửa lại cái máng xối nên cần mấy miếng gỗ nhỏ. Không biết chúng ta còn miếng nào không vậy? Làm gì còn, em đã ném bỏ hết tất cả mọi thứ rồi anh à. Anh quên mất. Nhưng anh hiểu tính em nên chắc em sẽ để lại một số thứ. Nên nếu như có thì em hãy lấy cho anh đi. Em đã nói là em ném bỏ hết rồi mà. Anh biết rồi, đành chịu vậy thôi. Giờ phải đi ra cửa hàng vật dụng để mua về làm. Chuyện đó là đương nhiên rồi. Bởi vì anh đã ném bỏ tất cả mọi thứ mà có thể là anh sẽ cần tới nó. Nhưng mà anh thật sự cần dùng tới vậy hay sao? Mẹ Trong Sơn à, mẹ của cha Đu đây. Gì vậy, chúng ta tới đây để mượn đồ hả bà xã? Anh thấy sao, tất cả mọi thứ đều ở đây hết nè. Em để tất cả mọi thứ ở đây hả, không hề bỏ cái nào? Trời ơi, tại sao phải bỏ chúng đi chứ? Em biết là anh sẽ cần nó mà. Trời ơi. Nhớ phải cẩn thận đó nghe. Cố gắng lên, cố gắng lên, cố gắng lên. Chúng ta còn phải đi đến mấy nhà để lấy đồ nữa đó. Tôi thật sự đang... Chúng tôi thật sự đang... Đi tới nhà của bạn ấy cha. Bạn đã phá tan tình bạn của mình. Tin tức sốt dẻo đây. Lớp chúng ta sắp sửa sẽ có... Bạn ấy làm sao vậy chứ? Lớp của chúng ta sẽ có... Trời sơn đôn. Hãy về chỗ của em đi. Nhanh lên. Dạ. Được rồi, các em hãy chú ý. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn học mới. Vào lớp đi Echa. Em còn chờ gì nữa? Echa à? Em Echa. Em thật sự xin lỗi cô. Em có một chút lo lắng nên đã đi vệ sinh. Nhưng sau đó em đã đi nhầm vào lớp khác.
Bạn mới này vui thiệt á. Tên của mình là Ban Echa. Các bạn đừng có cười mình vì mình đến từ nông thôn hay do cái tên của mình nha. Mình hy vọng chúng ta sẽ hợp nhau. Tên của bạn ấy là Ban Echa hả? Echa, Echa. Trên đua đừng có cười nữa mà. Được rồi Echa, để cô xem nào. À, bây giờ em hãy xuống ngồi cạnh bạn Sơn Hun nha. Bạn Sơn Hun à, hãy cho mình xem chung sách nha. Đây là buổi học đầu tiên nên mình chưa chuẩn bị. À được, à, đương nhiên rồi, chúng ta cùng xem nha. Bài học hôm nay từ đây hả? Nhìn hai người đó giống hệt như là mẹ với con trai vậy. Cha cha đu. Nếu mình mà vào chơi chắc chắn sẽ thua. Cái đó không thể nào nói trước được đâu. Chính xác à. Ủa, bạn chính là lớp trưởng có đúng không? Ồ, thì sao? Trời ơi, mình nghe nói ở Seoul mọi người chọn lớp trưởng qua ngoại hình. Và mình thật sự đã không nghe sai. Hả? Họ đã nói như vậy thiệt sao? À mà có chuyện gì vậy? Bạn muốn nói gì với mình sao? Trời ơi, nhắc tới mình mới nhớ, cũng không có gì đặc biệt hết. Chỉ là cô giáo nói mình lấy một vài thứ ở phòng thí nghiệm khoa học, nhưng mình không biết nó ở đâu hết. À, phòng thí nghiệm hả? Đi theo mình sẽ chỉ cho bạn. Trời ơi, bạn vừa đẹp trai lại vừa tốt bụng. Chắc chắn bạn được bầu làm lớp trưởng là vì như vậy rồi. Bạn có thể chỉ cho mình hướng đi cũng được, làm phiền bạn quá. Trời ơi, có gì mà phiền. Đây là công việc mà lớp trưởng phải làm mà. Nè, cha đu à, tính tình Echa thân thiện thiệt đó, có đúng không? Đúng là như vậy, bạn ấy vui vẻ và làm cho mọi người cảm thấy rất thoải mái. Không giống như ai đó mà mình từng biết. Echa tuyệt vời quá, bạn ấy đã trở thành bạn với cả lớp chỉ trong ngày đầu bạn ấy chuyển tối thôi à. Đúng vậy ha, nhưng chúng ta cần phải quan sát cẩn thận hơn. Bạn ấy không thể làm bạn với tất cả được. Đây chính là sự sắp xếp. Ồ, ý của bạn là muốn nói gì hả? Hãy suy nghĩ kỹ một chút đi. Bắt đầu với Sơn Hun, người ngồi cùng bàn, với Yun Sắc, rồi Don Don và Dan Ghi theo một thứ tự. Bạn vẫn không hiểu gì hết hả? Bạn nói gì nhờ, mình thật sự không hiểu được. Có lẽ là bạn vẫn còn quá ngây thơ để có thể biết về những thứ chiến lược và mánh khóe đó. Như vậy chính là... Bạn ấy đang muốn mở rộng lãnh thổ theo hướng chiều kim đồng hồ quanh chỗ bạn ấy ngồi. Quả nhiên, mình biết chắc chắn là bạn cũng sẽ chú ý đến mà. Thật sự là như vậy sao? Không quá, cô gái ấy tuyệt quá. Trời ơi, có gì mà khó đâu. Những người như tụi mình nhìn qua là biết liền à. Nếu như vậy, người tiếp theo sẽ là... Đúng vậy. Người tiếp theo sẽ là ai chứ? Người không hề nói chuyện trong lớp là bạn Đức Nghiêu. Đức Nghiêu không bao giờ nói chuyện trong lớp, ngoại trừ khi cô giáo đặt câu hỏi để cho bạn ấy trả lời mà thôi à. Hả? Đúng là giỏi thì. Cho nên ngày hôm qua mình mới như vậy. Nè Đơn Đơn, Đan Ghi, ra sân chơi với tụi mình không? À, bữa nay mà không đi được rồi. Tại sao vậy? Là vì tụi mình sẽ đến nhà Echa chơi. Thì ra là vậy hả? Các bạn thân với nhau tối vậy sao? Echa nói sẽ làm cho tụi mình món mì. Sao bạn không đi chung luôn? Sao chứ? Làm món mì. Vậy thì chúng ta có nên... Chúng ta không thể tới được. Nếu không được mời mà chúng ta xuất hiện thì thật là quá thô lỗ đó. Nhà hơn nữa, chúng ta không phải là người bất lịch sự như vậy. Đúng không cha đu à? Đúng là vậy ha. Vậy được rồi, hẹn gặp lại các bạn nha. Tạm biệt. Hết kịp rồi. Mình có thể tới sao? Đương nhiên rồi, chúng ta sẽ làm vài món để cùng ăn ha. Cha đu à. Vậy hẹn gặp bạn khi tan học nha. Hẹn gặp lại bạn nha. Gì vậy chứ? Chắc là Echa mời bạn tới nhà bạn ấy có đúng không? Thiệt là kỳ lạ. Sao bạn ấy không rủ mình ta? Đó là bởi vì bạn đã đến lớp trễ đó cha đu à. Giờ học đã bắt đầu rồi mà. Là vậy thiệt sao? Thầy coi vô.
Sơn Hô nè. Hả? Gì vậy Shadow? Bạn có mang theo cuốn bữa tiệc hài hước không? Hả? Bạn nói hôm nay cho mình mượn mà. Đúng là như vậy. Nhưng mình xin lỗi nha, mình đã cho Echa mượn rồi. Sao chứ? Đã cho Echa mượn rồi hả? Đúng vậy á, mình xin lỗi Shadow à. Hôm qua mình tới nhà Echa để ăn mì và không sao đâu mà, để lần tới mình mượn cũng được, không sao đâu. Ê cha, hôm nay tới nhà bạn chơi nữa được không? Đúng vậy, mình không thể ngừng suy nghĩ về món mì bạn nấu cho tụi mình ngày hôm qua, nên hôm nay mình không nghe được cái gì cô giáo nói hết. Vậy mà mình cứ tưởng món mì đó rất là bình thường. Cái gì chứ, món mì nào cũng đều giống nhau thôi mà. Thôi được rồi, mình sẽ làm mà. Mình nghĩ Echa đã quên mời bạn bởi vì có rất nhiều người. Mình có nên đến hỏi bạn ấy hay không? Thôi không cần đâu, vì dù sao mình cũng là người con gái rất tự trọng. Mình không sao hết, bạn cứ đi đi ha. Đúng rồi đó Minji à, nói bạn ấy rủ mình đi đi. Mình xin lỗi Echa được ha. Ôi, thiệt là bạn ấy quá nhẫn tâm. Tạm biệt nha. Sao lại có cảm giác kỳ lạ vậy chứ? Cha đương, bạn không được Echa mời có đúng không? Hả? Đúng rồi, bạn ấy không có mời mình đó. Còn bạn thì sao chứ? Không thể nào tin được. Tại sao bạn ấy lại không chịu mời mình chứ? Thiệt là mắc cười. Tức quá. Nhưng mà bạn không thắc mắc sao Echa đưa? Hả? Sao Echa không mời chỉ duy nhất có hai đứa mình thôi? Để mình nghĩ thử coi. Được, chúng ta hãy đi theo và tìm hiểu xem. Hả? Thôi, không cần đâu. Thật vậy sao? Nếu vậy thì mình sẽ đi một mình. Nghe nói bạn ấy làm mì rất là ngon. Hả? Sao bạn chậm quá vậy? Đi nhanh lên một chút đi. Vì sự hấp dẫn của món mì, bạn ấy có thể làm mọi thứ. Ở đằng kia kìa, nhanh lên. Nhưng sao họ có thể ăn như vậy được? Nếu các bạn muốn biết thì xin mời vào trong. Shadow à, bạn đến rồi sao? Anh ơi cũng đến hả? Thật vui quá. Mình biết là các bạn sẽ đến nên nói nhiều hơn một chút. Hả? Bạn biết tụi mình tới sao? Đúng vậy, mình thấy hai bạn rất muốn tới cho nên mình không cần phải mời. Hai bạn đừng có giận mình nha. Nhà mình nấu nhiều mì lắm, hai bạn cứ ăn thật thoải mái, không cần phải ngại đâu. Nhìn nó cũng giống như món mì bình thường thôi mà. Mình đến đây không phải vì muốn ăn mì đâu nha. Cái gì? Sao mà thơm vậy? Ngửi mùi mì, mình không thể dừng tay lại được. Mùi gì này? Bà ơi bà. Mùi gì này giống mì bà đã từng làm cho mình ăn. Trời Charu, bạn chờ gì nữa? Sao không dùng thử đây? Được rồi, mình ăn liền. Nhưng mà bà của mình thật sự không thể nào nấu được món mì này đâu. Cái mùi vị này. Mỗi một sợi mì giống như là đang sống vậy và bồng bềnh như làn sóng đó. Và nước súp của món mì không quá cay cũng không quá mặn. Nó thật sự quá hoàn hảo luôn. Mình chưa từng được ăn món mì nào giống như vậy trước đây. Ê cha, mình có thể ở lại ăn tối có được không hả? Cha đưa à, thôi đi mà. Thôi được rồi, lần khác mình sẽ nấu mì cho bạn, chịu không? Bạn đã hứa rồi đó. Tạm biệt các bạn. Để coi.
Không biết mình có nên làm món nước sốt mì thật đặc biệt không vậy ta? Yeah.